Kính thưa sư, con có câu hỏi mà không thể tự giải đáp được dù đã cố gắng tìm nhiều nguồn trên mạng, nhưng vẫn không tìm ra câu trả lời thích đáng. Sư cho con hỏi, chúng ta đang ở trong vòng luân hồi của sự sinh ra rồi mất đi, rồi lại sinh ra hết kiếp này đến kiếp khác, vì các nghiệp nên chúng ta mới sinh ra lại. Như vậy thì có kiếp đầu tiên không à? Kiếp đầu tiên là kiếp mà không có kiếp nào trước đó, chấm hỏi. Nếu có thì là cho con hỏi tại sao nó lại có được nếu không có nghiệp được tạo từ các kiếp trước đó. Nếu không có thì cho con hỏi tại sao chúng ta đã trải qua rất nhiều kiếp nhưng lại không có kiếp đầu tiên. Theo con hiểu thì nếu khởi đầu là không có nghiệp thì sẽ không có kiếp nào hết. Nhưng con đang tồn tại đây là kết quả của nghiệp. Vậy thì nghiệp đầu tiên của con được sinh ra lúc nào? Rất mong được sư Hoàng Hỷ giải đáp giúp con. Nó giống như bây giờ một cái đứa bé 7 tuổi mà nó hỏi một cái vị giáo sư là bây giờ làm sao mà giải thích cho con cái cấu tạo của con nghe nói là cái gì mà phân tử rồi nguyên tử rồi hóa học hóa chất cái gì đó nó chạy ở trong não con á, con không có hiểu mà bây giờ phải giải thích cho con hiểu mới được. Thì chắc có lẽ là vị bác học nó nhìn cái đứa nhỏ 7 tuổi dễ thương thì dễ thương đó, nghe nó hỏi gì thương lắm nhưng mà có khi là lắc đầu. Tại sao vậy? Bởi vì cái trí của nó không đủ để nó hiểu những cái định nghĩa phức tạp như thế. Nhưng mà bây giờ muốn nó hiểu thì sao? Nói bây giờ nè, con muốn hiểu đúng không? Rồi, bây giờ con làm theo theo bác nha, con làm theo bác nha. Đó, rồi bắt đầu dạy cho nó học đánh dần, học A, B, C, học 1 cộng 1 bằng 2, rồi học lên học lên. Đứa nhỏ nó hỏi rồi chừng nào con biết? Con cứ học đi nha, con cứ học đi rồi từ từ thì con biết đó. Đang dạy con đó, đang dạy con đó, cứ học đi từ từ. À, khoan, đừng có dội, cứ học đi. Rồi khi đứa nhỏ nó học lên học lên học lên thì đến một cái mức độ nào đó nó sẽ biết cái lời giải của câu hỏi hồi xưa. Nhưng mà sư e là tới hồi đó nó cũng không có quan trọng cái lời cái câu hỏi hồi xưa nữa, tại nó quên mất tiêu rồi. Ừ, tại vì cái nó có được là một đống kiến thức. Và nó sẽ tốt hơn cho nó. Cái câu hỏi của quý vị cũng y chang như vậy. À, bây giờ cái khả năng trí tuệ của quý vị không có đủ và chưa có đủ để hiểu. Ừ, thì muốn biết đúng không? Chỉ có một cách, thực hành cái bát chánh đạo giùm sư. Cứ thực hành cái bát chánh đạo. Khi mà mình lọc bỏ dần tham sân si tà kiến ra khỏi cái đầu của mình á thì mình sẽ có chỗ để chứa những kiến thức mới. Rồi từ từ khi mình không còn phàm nữa sẽ rồi quý vị sẽ biết nó như thế nào. Nó cũng giống như để Đức Tuệ Tường hay ví dụ cái trường hợp mà cái anh mà anh gõ gõ cái đầu lâu nào là biết chúng sanh tái sanh ở cảnh giới đó. Đức Thế Tôn đưa cái đầu lâu của một vị độc giác, anh không biết anh như cái người này họ đi đâu anh không biết. Đức Thế Tôn nói bây giờ muốn biết đúng không, rồi cứ đi xuất gia. Xuất gia theo Thế Tôn. Rồi Thế Tôn dạy đây là giới này, đây là định này, đây là tuệ này. Cứ thực hành đi rồi sẽ biết. Rồi ảnh cứ thực hành tới hồi mà ảnh hết phàm rồi ảnh chứng thánh là anh biết cái người này đi về đâu. Mà lúc đó có khi câu hỏi ban đầu cũng không cần thiết. Quý vị cũng y chang vậy đó. Muốn biết thì thực hành theo bát chánh đạo. Rồi quý vị sẽ có câu trả Thì chắc có lẽ nói hết phần của Đại Đức Tuệ Tường rồi. Không biết Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì. Kính thưa đại đức, kính thưa quý vị, nói thật là nói thật á, là câu câu hỏi này sẽ đọc qua, nói thật nghe thật lòng sư cũng hơi rối, sư cũng đọc đi đọc lại mấy lần á mới ra vấn đề. Thật sự là đại đức Hạnh Tuệ trả lời á, là cũng giống như là thay lời muốn nói sư,
nên là sự bây giờ nếu mà bổ sung thì nó quá loãng, thì nó quá đầy đủ rồi quý vị, quá đầy đủ mà quá trích dẫn. Riêng cái câu chuyện mà Đại Đức Hành Tại có nhấn mạnh quý vị đó, câu chuyện liên quan đến ngày Quan Thế Sát đó, là câu chuyện quý vị nên lưu tâm, nên lưu tâm. Bởi vì sao? Thì khi mình lưu tâm á, mình lưu tâm với câu chuyện đó đó, thì trong nhiều cái câu hỏi mà những câu hỏi mà nó tương tự như vậy nè, mình tự biết mình nên làm những gì. Mình tự biết nên làm gì đó, điều đó là quan trọng. À, cũng xin kết thúc phần trả lời. Chúng ta qua cái